Tại thành phố Hồ Chí Minh, với sự góp mặt của các tiến sĩ, bác sĩ, giảng viên trường Đại học Y Dược, các chuyên gia Hoa Kỳ, công ty dược phẩm Greenpharm và nhóm nghiên cứu đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu sản phẩm NoCare Plus áp dụng công nghệ giảm béo Phase 2 từ Hoa Kỳ. Đây là công nghệ độc quyền của Hoa Kỳ đã được FDA chứng thực, được ứng dụng hơn 20 năm trong nhiều sản phẩm trên toàn thế giới. Việc mang Phase 2 đến Việt Nam, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến những sản phẩm tốt hơn, hiệu quả hơn cho người tiêu dùng Việt Nam. Sản phẩm được chiết xuất từ cái hạt đậu trắng của Mỹ, nên nó bao gồm có những cái hoạt chất để mà có thể làm giảm cái cũng như ngăn ngừa, để làm chậm cái quá trình mà hấp thu đường trong cơ thể. Do đó khi đó cơ thể sẽ tạo năng lượng từ những cái chất béo ở trong cơ thể, đặc biệt là những vùng mỡ mà nó dư thừa, để nó chuyển hóa năng lượng. Theo hội đồng các nhà khoa học, NoCare Plus được đánh giá là một sản phẩm đột phá trong việc giảm cân hiệu quả, an toàn. Sản phẩm được cấp phép lưu hành bởi Bộ Y tế. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.